Home to Music Home, Henry Nguyễn chào các bạn. Các bạn khỏe không? Hy vọng các bạn đang rất vui vẻ và hào hứng khi xem video này. Hôm nay Henry sẽ chơi một tác phẩm For Alice. Trước khi chơi, Henry muốn chia sẻ với các bạn về tác giả Beethoven. Tên đầy đủ của ông là Ludwig van Beethoven. Ông sinh vào tháng 12 năm 1770 và mất vào ngày 26 tháng 3 năm 1827. Trong cuộc đời của ông sáng tác rất là nhiều, với hơn 722 tác phẩm, bao gồm những bản piano solo, những bản giao hưởng, hòa tấu và những bản cho đàn dây. Thì For Alice được ông sáng tác vào năm 1810. Năm đó ông khoảng 40 tuổi. Có một điều thú vị là tác phẩm cực kỳ nổi tiếng này, nhưng ở thời điểm đó nó lại không được đón nhận, không được biết rộng rãi. Và phải mãi đến 40 năm sau khi ông mất thì tác phẩm này mới nổi tiếng và được biết đến rộng rãi trên toàn thế giới. Còn tựa đề For Alice, có nhiều người hỏi là tại sao Beethoven lấy là For Alice. Thì giả thuyết thứ nhất cho rằng ông viết tặng một người con gái ông thương có cái tên là Alice. Giả thuyết thứ hai, For Alice như một món quà mà ông viết lại đến những người mà ông viết trong cuộc sống của ông. Dù thế nào đi nữa thì chúng ta cũng có một tác phẩm kinh điển để khi chơi chúng ta sẽ nhớ về người nhạc sĩ tài ba này. Và bây giờ thì các bạn enjoy với Henry với For Alice nhé. Thank you. Thank you.
Thank you.